nằm ngay tại khu dân cư Lê Phong, Bình Chuẩn và gần với ngã tư Miếu Ông Cù của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. À, ngã tư Bình Chuẩn nha quý chị. Thì ngày hôm nay em Hiệp gửi đến cho quý chị cùng tham khảo một căn nhà phố xây dựng mới này quý chị, một trệt và hai tầng lầu, quá đẹp nha. Nhà đang trong quá trình hoàn thiện, đâu đó khoảng tầm 2-3 hôm rồi quý chị ơi là sẽ dọn dẹp xong xuôi và hoàn thiện mới cáo 100%. Một căn nhà xây dựng mới ngay tại khu dân cư Lê Phong Bình Chuẩn của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quá đẹp nha quý chị. Và báo giá cho quý chị cùng tham khảo 2.950.000.000, vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ vay. Thì đây, bây giờ cùng mời quý chị cùng em ha, tiến vào bên trong tham quan mẫu thiết kế của căn nhà này. Đầu tiên, phía trước nhà, đường xá thì rộng rãi này. Đó, đường lòng đường là 7m và vỉa hè là 3m nha quý chị. Và đặc biệt căn nhà này không dính hố ga, không dính trụ điện mà có thêm một cây xanh ở phía trước, cực kỳ mát mẻ luôn quý chị ơi. Rồi. À, căn nhà này thì được thiết kế công năng bao gồm tầng 1 sẽ bao gồm có là một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh và một lối thoát hiểm nha quý chị. Đây, bên ngoài này sẽ có gồm hai lớp cửa chính, một lớp cửa nhôm kính sinh pha và một lớp cửa cuốn điện nha quý chị. Quá đẹp, quá chắc chắn để bảo vệ cho gia đình mình. Bên trong này thì sẽ bao gồm có một khoảng là không gian sân xe máy nối dài với phòng khách nha quý chị. Đây, hai bên tường thì được gia chủ thiết kế decor những bức tranh dán giấy lụa 3D nha quý chị, cũng như là những cái thanh lam sóng giúp cho căn nhà mình có những cái điểm nhấn này, tạo nét và cũng như là rất là đẹp, rất là sắc sảo luôn. Đó, quá ok quý chị ơi. Khu vực không gian phòng khách sẽ đặt ở phía dưới chân cầu thang, cũng như bên này gia chủ đã ốp cho mình những tấm nhựa PVC này, cũng như là thanh lam sóng cho mình để cái khoảng không gian là tivi nha quý chị. Đó, quá tuyệt vời. Một căn nhà ngang năm nên là không gian cực kỳ rộng rãi và thông thoáng nha quý chị. Nhà ngang năm dài 14 thì có tổng diện tích là 67m2, sổ hồng riêng hướng chính bắc. Đó, quá tuyệt vời. Và đây là khu vực không gian cầu thang giúp cho mình kết nối lên các khu vực tầng 2 và tầng 3. Rồi, tiếp theo sẽ là khu vực không gian phòng bếp, nơi dành riêng cho toàn thể quý chị quý bà thỏa sức nấu lên những bữa ăn ngon. Rồi, cho gia đình nha quý chị. Cũng là một trong những mẫu tủ bếp cơ bản đầy đủ ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, kính sơn ốp tường giúp cho mình dễ dàng lau chùi. Và bên này thì sẽ là khu vực không gian nhà vệ sinh đầy đủ hết combo nha quý chị. Một cái nhà được xây dựng mới và đang trong quá trình hoàn thiện một vài ngày nữa quý chị ơi. Phía sau này sẽ là khu vực lối thoát hiểm và đặc biệt căn nhà này ở sau là khu vực nhà dân nha quý chị, không phải trong khu dự án nên nhà mình ở phía sau cực kỳ thông thoáng luôn này quý chị. Phía trên mình có thể mở thêm được những cái cửa sổ ra rất là thoáng, rất là sáng và lấy gió vào bên trong văn phòng. Vâng, căn nhà này hiện tại nằm ngay tại khu vực khu dân cư Lê Phong Bình Chuẩn của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với đường Lê Lợi, với gần với khu vực ngã tư Bình Chuẩn nha quý chị, và cách ngã tư Miếu Ông Cù đâu đó khoảng tầm 2 km thôi quý chị ơi. Một vị trí kết nối cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Một căn nhà xây dựng mới mà phải nói cực kỳ đẹp, cực kỳ mềm luôn quý vị. Và tiếp theo sẽ là khu vực tầng 2, tầng 3 bao gồm có 3 căn phòng ngủ và 1 phòng thờ nha quý vị. Thì đây, khu vực không gian tầng 1 và tầng 2 này gồm có 2 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh sử dụng chung, sử dụng riêng. Đây. Đây nha quý vị, nhà vệ sinh sử dụng khép kín ở bên trong. Rồi, khu vực phòng ngủ ở phía trước, phòng ngủ số 2 cũng như vậy, có luôn cả cửa phía trước, có ban công lấy gió lấy sáng vào bên trong căn phòng này quý vị. Rộng rãi thông thoáng ha. Rồi, đây là khu vực nhà vệ sinh khép kín. Rồi, khu vực tầng 2 sẽ gồm có 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh sử dụng chung và 1 phòng thờ nha quý vị. Rồi, vừa rồi là em đã quay xong toàn bộ thiết kế bên trong căn nhà. Thì em xin nhắc lại, căn nhà này hiện tại có mức giá là 2.980.000.000. Vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ vay, sổ hồng riêng hướng chính bắc với diện tích là 65, chiều ngang 5m, cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng rãi nha quý vị. Đây nha quý vị, nhà đang trong quá trình hoàn thiện này. Đó, các bác các anh bên đội thi công đang gấp rút hoàn thiện từng bước một để mà căn nhà đưa vào chào bán lên thị trường nha quý vị. Một cái nhà xây dựng mới cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng rãi và thông thoáng, nằm ngay tại khu dân cư Lê Phong của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một khu dân cư mà phải nói được quy hoạch đồng bộ nha quý vị. Điện, âm, nước, máy, vỉa hè, cây xanh cực kỳ rộng rãi và thông thoáng nha quý vị ơi. Rồi,
Nếu anh chị đang có dự định tìm kiếm cho mình một mẫu nhà phố gần với khu vực ngã tư Bình Chuẩn của phường Bình Chuẩn thì tham khảo thêm căn này, 2.980 thôi quý anh chị. Mẫu nhà phố xây dựng mới và ngang 5m, cực kỳ rộng rãi và thông thoáng, yên tĩnh luôn nha quý anh chị. Xung quanh đây thì phải nói cực kỳ yên tĩnh luôn, ở cực kỳ yên bình. Đó. Rồi, anh chị ưng ý vào việc và liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến căn nhà này. Và ngoài ra em Hiệp còn rất là nhiều sản phẩm về nhà phố và đất nền ngay tại thành phố Thuận An, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Tất cả đều có sổ hồng riêng nha quý anh chị, mua bán sang tên công chứng ngay cho mình bất cứ lúc nào. Đó, anh chị muốn pháp lý minh bạch rõ ràng nha quý anh chị. Em Hiệp có sao rao vậy, chủ gửi sao thì em rao giá như vậy. Đó, đúng giá, gặp chủ thương lượng trực tiếp luôn. Đó, ok thì mình vào việc mua ở, chán thì bán lại thôi nha quý anh chị. Em Hiệp hỗ trợ ra hàng luôn cho quý anh chị này. Đó, tuyệt vời nha quý anh chị. 2.950 triệu vào việc nha quý anh chị. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.